một bạn nữ và có vẻ như từ khi học sĩ uh, tham gia chương trình thì rất nhiều bạn nữ và trẻ em hỏi. À, tôi cũng thấy lạ đấy. Vâng vâng. À... Một câu hỏi của bạn nữ, thưa học sĩ, em tên là Thu Hương ở Hà Nội. Năm nay em 19 tuổi. Em xin hỏi học sĩ một câu hỏi mà em nói trước là câu hỏi của em là thật lòng. Rất mong học sĩ trả lời vô tư, chứ đừng đem ra phân tích mổ xẻ làm gì. Có vẻ như là nó đang có cái gì đấy. À, hình vâng, hình như là cũng có rào vâng. chắn một cái gì dạ, đó. vâng vâng. Câu hỏi của em là Tại sao những người đàn ông hay sàm sỡ lại thường được gọi là dê già, dê cụ hay là dê sồm Thưa bác sĩ. Cái vấn đề này ấy thì có lẽ cũng nằm trong cái chương trình nghiên cứu của chúng tôi. Vâng. Đấy. Thì phải nói này, trong một cái đàn dê tự nhiên ấy, vâng. Thì nó khoảng 2 300 con. Vâng nhưng mà trong cái đàn dê này nó chỉ có ba con đực đấy vâng, vâng. khoảng khoảng ba vâng, con đực khoảng ba con đực vâng. thì ba con dê đực này dạ. nó lại lãnh một cái trách nhiệm tức là duy trì nòi giống cho, cho cả đàn dê cả đàn dê hay thế nhỉ bằng bằng cái anh dê này nó, thế nó, nó phải có sức khỏe và thể lực dạ đấy vâng ạ. cho nên theo tôi ý, là cái điều mà cái bạn kia vừa hỏi đó vâng ạ. là nói rằng là cái anh mà sảm sỡ không phải là một lời chê vâng ạ. mà thực ra à. là một lời khen À. anh có thể lực rất khỏe à wow. thì ra đấy là một lời khen ạ đúng vâng à, lời khen tức là với những những người đàn ông vâng ạ mà có sức khỏe vâng ạ và mà, hay và sàm sỡ sàm sỡ với hết người này người kia đấy thì bảo là đồ dê cụ thì đó không phải là lời chê mà lại là khen à, là, là khen, anh đúng. khỏe quá vâng, <laughs> vâng. À, xin cảm ơn học sĩ bạn thu hương thân mến à, gọi những người hay sàm sỡ phụ nữ là dê cụ dê sồm hay dê già đó là một lời khen cho nên nhân đây tôi cũng nhắn nhủ với những chàng trai mà thường xuyên sàm sỡ phụ nữ thì cứ mạnh dạn mà sàm sỡ thoải mái. Tôi xin thưa với tiến sĩ rằng đứng về nghiên cứu động vật học mà nói, dạ. đây cũng là một trong những công trình mà của trường tôi nghiên cứu. Dạ. Đấy. Các loài động vật khác đều có lĩnh vực hoạt động của nó, dạ. nó xây dựng lãnh địa để vâng. hoạt động trong đó. Dạ. Không phải là anh muốn đi đâu hoạt động thì được cũng dạ. được. Vâng, vâng. Dê cũng như vậy. Dạ. Con dê được ở bên này mà sang lãnh địa khác, đàn dê khác vâng. mà trong gẹo bờm sơm vâng. với dê cái ở đàn khác là rất nguy hiểm. Nó hút cho lòi ruột. Lòi thì. ruột. À Đấy. bây giờ tôi mới biết. Dạ, vâng. vâng, vâng. Xin cảm ơn học sĩ. À, tôi xin đính chính lại cái lời nhắn nhủ của tôi với các bạn nam hay sàm sỡ, những người đàn ông hay sàm sỡ phụ nữ thì các bạn cũng phải biết đâu là lãnh địa của mình để mà làm việc đó cho nó hài hòa và hợp lý. Nhân đây tôi cũng xin hỏi luôn học sĩ là uh, trong một đàn dê có nhiều dê đực. Vâng thì làm sao chúng ta phân biệt được con dê được đầu đàn với những con dê được khác trong đàn? Cái này thực ra mà nói là rất đơn giản thế sĩ ạ. Đơn giản ạ. Vâng, chỉ dựa vào hai cái đặc điểm. Một là hình thức. Vâng. Hình thức con dê được đầu đàn dạ. là gì? To lớn, khỏe mạnh. Đúng. Và gì? Đúng. Dâu dài và nhiều. À, Đấy. Dâu... Còn cái yếu tố thứ hai. Vâng. Tiến sĩ cười cái vâng, gì? yếu đó? tố thứ hai là gì? Xin mời ạ. Yếu tố thứ hai là con này khỏe, cho nên tiếng của nó, kêu của nó là trầm hùng vang xa. À, Đấy. Học sĩ có thể kêu thử sao? được chứ. Đấy. <laughs> Châm hùng vang xa Dâu dài giống giống công nhận là giống dạ. tôi nhắc tiến sĩ thôi. Dạ. tiến sĩ bẫy tôi như thế là đủ rồi đấy dạ không Nhớ. thì công nhận giống <laughs> xin cảm ơn học sĩ rất nhiều không có gì ạ dạ thưa quý vị và các bạn thông qua bộ dâu và tiếng kêu vừa rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng về cách giải thích về dê của học sĩ xoay trọng chấm Và nhân đây tôi cũng chia sẻ với cánh đàn ông là à, Chúng ta từ những bài học, từ những kết luận của học sĩ xoay trọng chấm Mà chúng ta có những cái à, hành vi hay là có những cái hoạt động làm sao cho nó hài hòa và hợp lý Thông qua những lời khen là đồ dê cụ như vừa rồi Một bạn tên là Duy Đồng ở Thái Thịnh, Hà Nội có câu hỏi Chào học sĩ, tôi là một người chấp hành rất tốt luật giao thông đường bộ Tôi có một thắc mắc đó là mỗi khi đến ngã tư có đèn xanh đèn đỏ Mặc dù đèn đỏ vẫn còn khoảng 4 giây Thậm chí là nhiều hơn nữa mới tới đèn xanh Nhưng vẫn có nhiều người cố tình vượt lên Mong học sĩ giải thích cho tôi là tại sao những người này lại thích vượt đèn đỏ như thế Xin cảm ơn học sĩ Xin mời Hiện tượng này ấy, vâng ạ. thì thực ra chúng tôi cũng gần đây cũng bắt đầu bắt tay vào nghiên cứu à mới mới nghiên cứu vâng, mới ấy. bởi vì hiện tượng này bắt đầu nó xuất hiện sau gần đây vâng. cho nên là bắt đầu nghiên cứu dạ. Để điều tra xã hội học vân vân thì bước đầu chúng tôi kết luận như thế này, đây nó có hai nguyên nhân, vâng. à, đều là là về thần kinh cả, à? một là về mắt, vâng ạ. có thể là anh bị mù màu và anh không phân biệt được là đâu là màu đỏ, đâu là màu xanh và mà đâu màu màu vàng, vâng, đấy vâng. cho nên cái vấn đề này thì có thể là có thể là thay mắt vâng ạ. và có thể là chữa mắt, vâng, vâng. vào đến các trung tâm về mắt, vâng. có thể kiểm tra lại. Dạ. Đấy. Vấn đề thứ hai là nó vấn đề phức tạp hơn nhiều. À. Đấy. Cái kết luận bước đầu của chúng tôi thì ở xã hội có một số người mắc một cái bệnh tức là bệnh bị tác động về màu. Đấy. Tác động về màu. Về màu. Ví dụ như là có những người nhìn thấy màu xanh vâng. thì bị kích thích. Vâng. Có những người nhìn thấy màu đỏ bị kích thích. Vâng. Cho nên những người mà vượt qua cái đèn đỏ không vâng. phải là người ta coi thường cái luật giao thông vâng. mà người chính là người ta bị kích thích bởi màu đỏ. Vâng. Đây. À tức là vẫn là vấn đề thần kinh. Vâng, vâng Và tôi nó tác hả? động vào thần kinh trung ương vâng từ thần kinh trung ương lại tác động đến tay chân nó co giật nhẹ à. cho nên là nó nắm vào tay ga lên nhẹ một cái là nó vọt đi luôn à. à tức là những người mà 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 vượt đèn đỏ như thế là họ không cố tình không có tình mà là do thần kinh họ điều khiển như dạ, vậy thôi vâng, vâng dạ vâng thế còn trường hợp nào nữa không ạ theo nghiên cứu của chúng tôi vâng. thì những người mà nhìn thấy đèn đỏ vọt vâng. là những người có khả năng tình dục rất mạnh à. xin lỗi học sĩ ạ À, những cái um, quan điểm, những cái câu trả lời của học sĩ đưa ra thì tôi uh, nghĩ rằng là rất chính xác Nhưng có nhiều cái chúng tôi vẫn còn nghi ngờ Tuy nhiên trong khuôn khổ một chương trình truyền hình thì học sĩ phải nên lựa chọn Ngôn ngữ cũng như lựa chọn những cái công trình nghiên cứu để đưa ra làm sao cho nó có sức thuyết phục Tôi uh, không hề thấy có cái sự liên quan nào giữa việc là có khả năng tình dục mạnh mẽ với màu đỏ và vượt đèn đỏ cả Không không không, để tôi giải thích Dạ. tiến sĩ hiểu rồi nha, tôi đương nói giờ mà, dạ, xin mời. cái đề tài ấy giữa màu sắc dạ. và khí chất dạ. là đề tài này chúng tôi đã nghiên cứu lâu rồi dạ. chứ không phải bây giờ dạ. để tôi nói rằng dạ. không chúng tôi không những chúng tôi mà những nhà tạo mẫu dạ. cũng đã nghiên cứu lâu rồi bởi vậy cho những nhà tạo mẫu của áo cho nữ dạ. là bao giờ cũng đưa màu nóng vào à, trong cái cái, cái cái thời trang dạ. để gì kích thích sự phấn khích của những người tình dục mạnh Thế, thế nhưng mà thế, cái tích thì có liên quan gì đến việc vượt đèn đỏ ạ không bởi vì những người như thế nhìn thấy màu đỏ thì người ta không kiềm chế được vọt luôn đấy. à hóa ra là nhìn thấy màu đỏ không kiềm chế được vọt luôn đúng thế là tôi cho rằng đây cũng là một trong những yếu tố liên quan đến thần kinh thần kinh đúng. vâng còn cái gì khác nữa không ạ à còn cái trường hợp như thế này thì có lẽ là rất hạn hữu vâng có thể là à, cái người đó vâng là à, đi ra nước ngoài vâng rồi ăn nhầm phải tiết canh bò tót vâng Đấy và từ à. đấy trong người nó mang yếu tố của bò tót. À. Cho nên nhìn thấy màu đỏ là vọt. Là Ai. vọt. À, à vâng. đúng rồi. À, điều này thì đã có nhiều 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 cái cái biểu hiện rất rõ ràng vâng. là nhiều người tham gia giao thông đâm vâng. thẳng vào cột đèn. Vâng. À vào lúc đèn đang màu đỏ. Vâng. À thì hút thẳng Đấy, vào màu này, đỏ. Thì đúng, đúng, à chính vâng. xác. Còn, còn yếu tố gì khác không ạ? Tôi bắt đầu thấy càng ngày càng à, thích Cái chí. này à. còn vâng. một yếu tố nữa tức là cái người ấy vâng ạ, mà không bị kích thích bởi màu đỏ. Vâng. Không bị à ăn phải tiết canh bò tót vâng thì có thể mà là... vẫn vượt đèn đỏ vẫn vượt đèn đỏ thì? thì cái tính gọi là hy sinh cho cộng đồng rất cao Đây. đấy sao lại nói thế ạ bởi vì thế này nhé đương đèn đỏ là báo nguy hiểm được. mà người ta vượt qua vâng. nếu người ta vượt qua được thì tất cả những người sau vượt theo à đấy. tức là anh ta là người tiên phong tiên phong à, đi đầu đi đầu để hướng dẫn mọi người đi theo sau đúng quá hay quá hay vì cộng đồng vâng <laughs> còn ý kiến nào khác nữa không còn ý kiến này nhưng tôi nghĩ rằng là ít có khả năng xảy ra. À, Ví dụ như là người hành tinh khác mà chẳng may xa xuống hành tinh chúng ta, sao lại thế người, vâng. thì người ta có ký hiệu riêng. Vâng. Ví dụ như ở hành tinh người, người ta thì vâng. màu xanh uh, thì đứng lại, vâng. màu đỏ thì vót. Chẳng vâng. hạn như thế thì là người ta sẽ theo cái quý ước của họ mà người ta hành động ở hành tinh chúng ta. Vâng ạ. Và vâng, vâng vâng. Xin cảm ơn học sĩ Thưa quý vị và các bạn, bạn duy đồng thân mến. À, phải nói rằng là tại đại học bôn ba đã có rất nhiều những công trình nghiên cứu về vấn đề giao thông và đặc biệt là vấn đề vượt đèn đỏ và chúng ta cũng có thể thấy rất rõ những cái lập luận của học sĩ có thể nói là cực kỳ chắc chắn mang tính thuyết phục có thể là người hành tinh khác vâng. có thể là người tiên phong à, nếu như vượt đèn đỏ không sao thì những người đằng sau ùa theo à, cũng có thể là uống nhầm phải máu bò tót vâng. cũng có thể là bị chi phối và thần, thần kinh và không kiểm soát được khi nhìn thấy màu đỏ Đúng. và là của những người mà có khả năng tình dục cao Đúng. Ở ngoài ra cũng có thể là do yếu tố gọi là co cơ tay rồi giật cơ chân wow. Cũng là yếu tố thần kinh wow. Rất thú vị, xin cảm ơn học sĩ rất Đã, nhiều vâng. Xin hỏi học sĩ là một chiếc máy bay Boeing 777-300ER nặng bao nhiêu ạ? 166,881 tấn Hay quá hả? Hả? Vâng. Một chiếc xe tăng T-54 của Liên Xô cũ nặng bao nhiêu ạ? 39,7 tấn Vâng, xin cảm ơn à, có học gì? sĩ <cười> vâng <cười> Và thêm một cái đinh nặng bao nhiêu? 1,4 gram Thêm một cái kim nặng bao nhiêu? 0,107 Gam. hay quá. Đấy. Vâng xin cảm ơn. Vị chi vị. là 13 cái kim thì bằng một cái đinh. Hay. Đấy. Vâng bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán vâng, giả. Xin mời. Câu hỏi uh, liên quan đến toán ạ. Vâng. Vâng Ngọc sĩ sẵn sàng chưa Sẵn sàng. Vâng. Xin mời. Một nhà nọ chuẩn bị xây nhà trên diện tích là 471 m2. Vâng. Họ xây trên đó một ngôi biệt thự với diện tích sử dụng là 150 m. Vâng. Trong đó nhà cao 6 tầng. Tầng 1 phòng khách rộng 48 m với hai phòng vệ sinh. Trước khi xây dựng chủ nhà đã tính toán số sắt mua là 144 tấn Và khi công trình hoàn thành xong Thì có dư ra 101 kg sắt sáu 50,6 kg sắt xoắn phi 12 7,8 kg hơi tươi Đinh dỉ và một số loại dây thép Vậy xin hỏi học sĩ Với số sắt thừa đó chúng ta sẽ làm được bao nhiêu cái kìm Xin mời học sĩ Ra rồi Ủa cái gì ạ <laughs> tức là ra cái kết quả số lượng kim ấy à ôi dồi vâng. à học sĩ cứ làm thôi vâng thế kết quả là bao nhiêu ạ kết quả của nó là gì một triệu bốn trăm tám mươi nghìn chín trăm tám mươi ba cái kim ui rồi rất chính xác đấy làm sao lại ra kết quả đấy được ạ thế này nhá chúng dạ. ta lấy một trăm năm mươi chín vâng ạ chia cho không xin, phải... xin lỗi xin lỗi một trăm năm mươi chín từ đâu ra bởi vì mình lấy cái số thép thừa đấy À tức thì là chúng ta lên. lấy 101 kg sắt 6 này vâng. Cộng với 50,6 kg sắt xoắn phi 12 này Đúng. Cộng với 7,8 kg mà hơi tươi vâng. Cái đinh dỉ và một số loại dây thép Đúng. Cộng vào nó sẽ ra kết quả là 100 bao nhiêu 159,4 159,4 kg Rồi, Rồi. Tiếp Nhưng tục. mà thế này dạ. Khi chúng ta đun lên vâng Thì nó nung, có nhiều nung, cái tạp nung, chất nung, nung chảy Vâng nung chảy đấy vâng. Thì vâng. nó có tạp chất và sắt gì Vâng ạ Thì những tạp chất và gì sắt Trừ đi 4 g. À, đấy, vâng, 4 lần. Thế thì vâng, lấy vâng. 159 kg vâng. chia cho 0,107 g thì sẽ ra số đinh là như vừa rồi tôi nói à, đấy. tức là chúng ta lấy số sắt thừa là 159 chia cho 0,107 g. Đúng. Uh, của mỗi mỗi cái đinh, chúng mỗi mỗi ta mỗi kim, ra cái mỗi, à, mỗi cái kim, vâng. ra kết quả là 1.485.000. 981,3 cái kim Ui dồi quá chính xác Tôi nghĩ rằng thưa quý vị và các bạn Tôi nghĩ rằng con số này đưa ra là rất chính xác Tới 0,3 cái kim Phải nói là tuyệt vời Xin cảm ơn học sĩ rất nhiều Thưa quý vị và các bạn Chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay của chúng ta đến đây là kết thúc Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau Xin chào